Rồi xin chào anh em, hôm nay mình mới về được cái con máy Kubota. Đây mình coi thông số nè. D1803. Đây mình coi sơ qua mấy em nói mình mới vệ sinh sơ bắn sơ sơ ha. Về nó dơ quá. Còn mấy chỗ mình rửa cũng chưa có sạch nè. Máy này lồng 78, lồng 87 nha anh em. 87 thì có turbo nha, turbo in nha. Hàng cái đĩa chính cống nha anh em. Cái này chắc bỏ bãi chắc cũng lâu lắm, cái gì đây nó có nồng nổ sét nè. Nhìn coi ống khói nó còn nước sơn nữa nè. Anh em thấy chừng đó. Chỗ ống khói này nó còn nước sơn ghi nó thấy ha. Rồi nó chạy tiếng đó là chạy chưa có nhiều lắm. Tại do bỏ bãi nên chắc nó lâu quá. Rồi mình đề thử anh em nghe, nghe thử chơi chơi ha.